Năm học mới đón điêu hơi giảm tới 70% khi mua các sản phẩm công nghệ tại Hoàng Hà Mobile như smartphone, laptop, tai nghe, chuột hàng hiệu chính hãng. Các bạn học sinh sinh viên ơi, quét ngay mã QR để xem điêu nhá. Chào các bạn, ở Trung Quốc đã triệt phá một đường dây vay trần một người được mệnh danh lâu trùm tập đoàn thế lực đen lớn nhất Trung Quốc, một đại án tham nhũng với số tiền phải mang đi cân vì đếm không nổi. Và đó là ông Chu Vĩnh Khang, Bộ trưởng Bộ Công an. Vậy câu chuyện này là như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé. Ông Chu Vĩnh Khang vốn xuất thân từ ngành dầu khí. Năm 1999, ông Khang được điều về làm bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên. Ngoài khả năng tham nhũng như con nghiện thì ông này cũng rất giỏi xây dựng thế lực. Mặc dù bị các lãnh đạo tỉnh Tứ Xuyên khác phản đối, nhưng ông ta vẫn thành công trong việc dựng người của mình vào các chức vụ quan trọng của tỉnh. Dần dần ông ta thay máu hết dàn lãnh đạo chủ chốt. Chỉ trong có 3 năm, ông Khang đã hô biến tỉnh Tứ Xuyên thành vùng đất nằm trong lòng bàn tay của ông ta. Sau này, mà cụ thể là năm 2013, khi bắt đầu điều tra về vụ án Chu Vĩnh Khang, người ta mới thanh tra lại và phát hiện ra có 9.900 hồ sơ được lập và 10.000 đảng viên bị điều tra. Đây được xem là trận động đất trốn quan trường, khiến vây cánh của Chu Vĩnh Khang bị loại bỏ, nhưng đó mới chỉ là trong phạm vi cấp tỉnh. Năm 2002, ông Khang được cân nhắc một ghế trong Bộ Chính trị. Tuy nhiên, lúc đó người ta đồn rằng ông ta có thể giữ một trong hai ghế là Bộ trưởng Bộ Công an hoặc là Phó Thủ tướng. Và sự kiện khủng bố ngày 11 tháng 9 khiến thế giới rúng động được cho là đã khiến các lãnh đạo Trung Quốc cân nhắc kỹ hơn cần một người lão luyện trong lĩnh vực an ninh để làm Bộ trưởng Công an. Vậy là ông Khang được bổ nhiệm vì khi còn làm ở ngành dầu khí, ông này đã có cách quản lý nhân sự rất tốt, mà đương nhiên là tốt. Chứ không thì làm sao có tới 10.000 người bị điều tra liên quan đến ông ta chỉ trong có 3 năm làm bí thư ở Tứ Xuyên. Vậy là từ năm 2002 đến năm 2007, ông Chu Vĩnh Khang đã giữ chức vụ Bộ trưởng Công an Trung Quốc. Sau khi làm Bộ trưởng thì Chu Vĩnh Khang lại được bầu vào Thường vụ Bộ Chính trị, đảm nhiệm chức Bí thư Ủy ban Chính pháp đầy quyền lực, quản lý toàn bộ hệ thống an ninh, công an, tòa án, kiểm sát. Ông ta cũng trở thành bí thư quyền lực nhất trong lịch sử Trung Quốc. Từ đâu ông ta đã leo lên đến đỉnh cao quyền lực, không ai dám đụng vào. Thì nào ngờ năm 2013, trong chiến dịch thanh trừng tham nhũng của ông Tập Cận Bình, Chu Vĩnh Khang đã trở thành mục tiêu tối quan trọng. Và khi điều tra ra thì một gia tộc họ Chu với đầy những điều đen tối đã được đưa ra ánh sáng. Đầu tiên phải nói về tài sản, là một quan chức hưởng lương, thế nhưng ông Chu Vĩnh Khang có tới 29 khu nhà tại 12 tỉnh thành khác nhau. Để tổ chức khám xét, Trung Quốc đã phải thực hiện tới 3 đợt khám với hàng trăm người tham gia. Kết quả là Chu Vĩnh Khang sở hữu khối tài sản khiến người dân Trung Quốc nào nghe cũng phải choáng, được đứng tên bởi vợ con, anh em họ hàng từ gần đến xa. Nói về nhà, ông ta có 326 căn nhà, mà thực ra là biệt thự bởi tổng giá trị của những căn nhà này lên đến 50.000 tỷ đồng tiền Việt. Mình đã đổi sang tiền Việt cho các bạn dễ hình dung và nhớ rằng đây là giá trị tiền năm 2013 các bạn nhé. Tính trung bình, mỗi căn nhà có giá 17 tỷ đồng, mà ông ta có tới 326 căn. Trong những căn nhà này, cơ quan điều tra khám xét được gần 48 tấn vàng, còn về tiền mặt thì nặng đến hàng tấn, giá trị 5.000 tỷ đồng, thêm 3 triệu đô la, 6.600 euro, 110.000 bảng Anh, 550.000 franc Thụy Sĩ và nhiều ngoại tệ khác. Bên cạnh đó, ông Khang còn sở hữu 55 bức tranh quý, một số lượng lớn đồ cổ và thư pháp, ước tính giá trị khoảng 32.000 tỷ đồng. Siêu xe thì ông ta có khá ít, chỉ 62 chiếc đắt tiền. Tuy nhiên, số tiền và tài sản khám xét ở nhà không đáng là bao so với số tiền trong ngân hàng và các khoản đầu tư. Cụ thể, ông ta có tới 947 tài khoản ngân hàng nội tệ, 117 tài khoản ngân hàng ngoại tệ tại 133 ngân hàng trên khắp Trung Quốc với tổng số tiền lên đến 118.000 tỷ tiền Việt. Riêng số tiền này đã nhiều gấp 6 lần số tiền của người giàu nhất Việt Nam vào năm 2013 là ông Phạm Nhật Vượng với 19.000 tỷ đồng. Tiếp nữa, ông Khang cũng có cổ phần ở hàng nghìn công ty khác nhau với tổng giá trị lên đến 163.000 tỷ. Ngoài tiền vàng bạc, Thiêm Khang cũng để ở nhà mình 27 khẩu súng các loại và 11.000 viên đạn. Trên báo đầu tư còn có thông tin cho rằng ông Chu Vĩnh Khang có đến 400 người phụ nữ được gọi là quà tặng hối lộ của các quan chức. Ông ta phải dành riêng 6 căn nhà để vui vẻ với hàng trăm người phụ nữ này. Ngoài ra thì ông ta còn bị nghi ngờ là có quan hệ với cả vợ của cấp dưới. Tuy nhiên, theo mình thì khả năng cái này
là tin đồn của báo Lá Cải để làm cho vụ án thêm thú vị hơn. Rồi qua phần tài sản, chúng ta lại đến với phần con người. Như các bạn đã biết, vì Trung Vinh Khang cực kỳ giỏi trong việc xây dựng vây cánh, nên không có gì ngạc nhiên khi ông ta bị hạ bệ thì cũng có tới hàng trăm quan chức bay màu theo ông ta. Không tính 10.000 người bị kỷ luật tại Tứ Xuyên, thì vụ án Chu Vĩnh Khang đã khiến 313 người rơi vào vòng lao lý, mà thường là những đại gia hoặc quan chức lớn. Chu Vĩnh Khang là người từng giữ chức vụ cao nhất trong lịch sử Trung Quốc, từng bị điều tra cho đến lúc đó, bởi ông ta từng giữ ghế trong Bộ Chính trị. Tuy nhiên, bay màu cùng với ông ta còn có tới 11 thứ trưởng, 56 lãnh đạo cấp sở, vụ và cấp tỉnh, rất nhiều người là cán bộ nhà nước. Việc điều tra Chu Vĩnh Khang đã trở thành cơn địa chấn với đất nước Trung Quốc và cũng khiến các bộ ngành của Trung Quốc rối loạn. Ví dụ như Bộ An ninh được giao điều tra vụ án, nhưng trong quá trình điều tra thì không ngờ lại chính cái bộ này có một ông thứ trưởng là tay chân của Chu Vĩnh Khang, vậy là ông Tập phải ngay lập tức bắt và thay người khác. Sau khi Chu Vĩnh Khang và tay chân bị bắt thì ai cũng nghĩ rằng chắc chắn sẽ có một bản án tử dành cho ông ta. Thế nhưng đến khi tòa tuyên án, nhiều người cảm thấy rất khó hiểu. Ông ta bị tuyên phạm tội làm lộ bí mật quốc gia. Tòa án được xử kín, xử trong bí mật vì nó chứa đựng bí mật quốc gia. Cuối cùng thì ông ta bị kết án chung thân, toàn bộ tài sản ông ta bị tịch thu. Vậy là dù có tham lam đến cỡ nào, kiếm được nhiều tiền đến mức nào thì cuối cùng ông ta cũng phải trả giá. Đó là luật nhân quả. Các bạn nghĩ thế nào về vụ án này? Hãy cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.